Baldwin, vị vua yêu nữ y tá xinh đẹp đến cuối đời dù không có con nối dõi. Có thể nói, đây được xem là một trong những giai thoại tình yêu trung thủy đẹp nhất nhì hoàng thất mà đến hiện tại vẫn khiến nhiều đời nhắc đến. Họ không tiếc lời ca ngợi một vị vua si tình, có thể sẵn sàng vì vợ, tình yêu với vợ rũ bỏ hết danh vọng, quyền thế để đổi lấy một đời bình yên, những tháng ngày vô lo cho bà dù chẳng thể có con nối dõi. Sự kiện hoàng hậu Astrid, mẹ ông qua đời đã trở thành cú sốc tâm lý nặng nề đến vị hoàng tử này. Sau đó, ông cùng em trai phải phiêu bạt khắp nơi khi Đức xâm chiếm đất Bỉ. Năm 20 tuổi, Baldwin được phong làm đức vua thứ 5 của Bỉ sau khi cha ông thoái vị. Có trong tay địa vị quyền thế nhất vương quốc, nhưng vua Baldwin lại quyết định vẫn trung thủy yêu thương hoàng hậu Fabiola, cho dù bà đã trải qua 5 lần sảy thai và không có con nối dõi, không lập thiếp cũng chẳng lập thêm vợ mà quyết định nhường ngôi để bảo vệ hoàng hậu. Vua Baldwin đã khiến không ít người sửng sốt trước tình yêu trung thủy của ông dành cho người vợ mà ông yêu thương cho đến cuối đời. Baldwin, Fabiola một lần gặp gỡ vương vấn cả đời. Hoàng tử Baldwin được miêu tả là một chàng trai quý tộc gầy gò, cao tới trên 1m8, người từng mong muốn trở thành một nhà sư. Baldwin có một tuổi thơ bất hạnh khi những người thân trong gia đình lần lượt qua đời. Năm 3 tuổi, ông nội mà ông yêu quý, vua Albert I qua đời trong một tai nạn leo núi ở Andes. Ngay trước sinh nhật lần thứ 5, mẹ ông, hoàng hậu Astrid thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô do chính cha ông, vua Leopold lái xe và đâm phải một cái cây, bà mất trong vòng tay của chồng. Sự ra đi của người phụ nữ được cho là đẹp nhất châu Âu đã phủ một đám mây đen lên thời thơ ấu của Baldwin. Năm 9 tuổi, ông cùng gia đình trốn sang Bồ Đào Nha khi cuộc xâm lược của Đức bắt đầu. Năm 1945, ông bị những kẻ bắt giữ đưa qua Áo trước khi gia đình ông được giải cứu bởi quân đội. Gia đình ông cũng dành 5 năm tiếp theo ở Thụy Sĩ trước khi trở về Bỉ. Có thể nói, tuổi thơ của vị vua tương lai không hề êm đềm. Năm 1951, trước khi bước sang tuổi 20, ông trở thành vị vua thứ 5 của Bỉ sau khi cha ông thoái vị. Trong chuyến công du đến đất nước Tây Ban Nha, ông đã gặp được cô y tá xinh đẹp nhân hậu Fabiola de Mora y Aragon trong buổi tiệc hoàng gia được tổ chức để chào đón nhà vua. Nữ y tá này không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nổi bật mà còn xuất thân từ một gia đình quý tộc, giàu có, lại còn được quản giáo nghiêm khắc. Tuổi còn trẻ, Fabiola đã thông thạo 6 thứ tiếng gồm Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan, Anh, Đức, Italy. Sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, vua Baldwin quyết định nhờ một nữ tu sĩ tìm hiểu về thân thế của Fabiola, và người đẹp xứ Tây Ban Nha vô cùng tức giận, quyết sang Bỉ để gặp gỡ dưới sự thúc giục của nữ tu kia. Quyết định sang Bỉ đã khiến cuộc đời của vị tiểu thư xinh đẹp này thay đổi, bởi khi tiếp xúc và gặp gỡ nhiều hơn với vị vua trẻ tuổi, cô càng bị cuốn hút và tình yêu cũng chính thức được nảy mầm từ đây. Mối tình hoàng thất đáng ngưỡng mộ và nể trọng. Năm 1960, vua Baldwin và Fabiola chính thức kết hôn. Trong suốt nhiều năm chung sống, người dân nước Bỉ thời ấy luôn được nhìn thấy và vô cùng tự hào về quốc vương và hoàng hậu, bởi họ luôn dành cho nhau tình cảm hết sức mặn nồng. Vua Baldwin luôn tay trong tay với hoàng hậu Fabiola, dù là ở trong những buổi lễ lớn hay gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia. Mối tình đẹp đẽ, hạnh phúc ấy khiến không chỉ hoàng thất mà còn khiến người dân Bỉ hết sức nể trọng. Bởi khi được hỏi đến chuyện cả hai yêu nhau như thế nào, vị vua đều quay sang vợ trìu mến và nói rằng: "Chuyện này chắc chỉ con cái chúng tôi mới biết được mà thôi." Bất hạnh sảy thai 5 lần, không có con nối dõi, vua vẫn một lòng yêu thương và trung thủy với vợ. Những đứa con chính là kết tinh minh chứng cho hạnh phúc của các cặp vợ chồng, và với nhà vua Baldwin lẫn hoàng hậu Fabiola cũng nghĩ như thế. Thế nhưng, bất hạnh lại xảy đến với đôi vợ chồng quyền lực nhất nhì đất Bỉ này. Sau 5 lần mang thai, hoàng hậu Fabiola đều sảy thai, điều này khiến cho nhà vua lẫn hoàng hậu vô cùng đau buồn. Cũng từ đó, ông hiểu để đưa một đứa trẻ đến với thế giới này thiêng liêng và đáng quý như thế nào. Chính vì thế sau này, nhà vua đã từng từ chối ký vào văn bản cho phép phá thai tại Bỉ. Sau lần sảy thai thứ 5, Baldwin quyết định không cho phép vợ đánh đổi cuộc sống của mình vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa. Ông đã nói với Fabiola rằng: "Đừng quan tâm tới việc em không thể sinh con, vợ chồng chúng mình có thể biến tình yêu nhỏ thành tình yêu lớn dành cho những trẻ em khác." Cũng chính vì lý do này mà về sau cặp vợ chồng quyền lực đã thành lập một bệnh viện cho trẻ em và trung tâm dành cho các trẻ em mắc bệnh tâm thần. Nhà vua cũng biết được chuyện không có con sẽ trở thành sức ép như thế nào đến vợ và hoàng thất Bỉ, nên Baldwin ở tuổi 40 đã đưa ra quyết định nhường ngôi cho em trai ngay khi ông qua đời. Sau khi chút bỏ gánh nặng liên quan đến người thừa kế, Baldwin và Fabiola liên tục thực hiện cũng như tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa đối với trẻ em và phụ nữ. Công chúng Bỉ lẫn thế giới đều được nhìn thấy cặp vợ chồng này đi đâu cũng có nhau, cùng đọc sách, săn bắn, cùng trượt tuyết và cùng nhau thưởng thức những bữa ăn tuyệt vời. Một vị cận thần của vua Baldwin từng kể lại rằng lúc nào họ cũng quấn quýt bên nhau, bịn rịn không rời. Đến năm 1993, nhà vua Baldwin đột ngột qua đời vì cơn đau tim khiến nhiều người sửng sốt. Trong lễ tang của nhà vua, thay vì mặc váy đen, hoàng hậu Fabiola lại quyết định xuất hiện với trang phục màu trắng mà lúc sinh thời vua Baldwin rất thích, cũng như nói lời từ biệt người chồng mà bà hết mực yêu thương. 33 năm bên nhau, giờ chúng ta tạm xa nhau nhé, em yêu anh, đã khiến không ít người tham dự lễ tang ngày ấy xúc động dâng trào. Sau khi chồng mất, hoàng hậu Fabiola cũng không hề ở lại cung điện, bà nhanh chóng rời khỏi và dọn đến sống tại vùng Stuyvesant và hạn chế xuất hiện trước công chúng. Đến năm 2014, sau 10 năm ra đi của vua Baldwin, hoàng hậu Fabiola cũng chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 86.